Là một quản lý, bạn có quan sát tình hình làm việc của anh em trong team không nào? Bạn có nhận thấy rằng năng lượng và sự hào hứng của nhóm đang có dấu hiệu đi xuống? Bạn có nghe thấy nhân viên hay thở dài và ánh mắt mệt mỏi hơn bình thường không? Bạn có thấy thành viên trong nhóm làm việc cẩu thả, ngay cả những công việc đơn giản không? Nếu câu trả lời là có, thì xin chia buồn, tinh thần làm việc nhóm của team bạn đang giảm sút nghiêm trọng rồi đấy. Đã đến lúc bạn cần phải có giải pháp để cải thiện tình hình. Nói đi thì cũng phải nói lại, không có lửa thì làm sao có khói. Tinh thần làm việc nhóm sa sút có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sau. Có thể là nhân viên không còn cảm giác hài lòng với công việc, hoặc áp lực gia đình, công việc gia tăng, công ty đào thải nhân viên với số lượng lớn. Nhưng cho dù vì nguyên nhân gì, tinh thần teamwork đi xuống cũng đòi hỏi sự chủ động ứng phó của bạn. Một nhà quản lý teamwork, mặc dù không thể thay đổi toàn bộ cục diện, nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo ra môi trường làm việc năng động, hiệu quả, nhiệt huyết cho team bằng 5 chiến thuật dưới đây. Chiến thuật đầu tiên đó chính là khích lệ nhân viên đúng lúc. Nhiều ngày bận rộn biến thành nhiều tuần bận rộn, nhiều tuần bận rộn biến thành nhiều tháng bận rộn. Thời gian, áp lực doanh số cứ cuốn bạn đi mà quên mất những cống hiến thầm lặng của cả team. Vì thế, hãy dành chút thời gian để ghi nhận hiệu quả làm việc của nhân viên trong các nhiệm vụ hàng ngày. Quan trọng là phải khích lệ đúng lúc, đúng thời điểm. Đừng vội đưa ra lời khen vô nghĩa, rất dễ phản tác dụng đấy. Một lời khen được xem là có tâm khi bạn trân trọng những bước tiến cho to nhỏ của nhân viên. Điều này cho họ biết rằng bạn thật sự ấn tượng với cách làm việc và kết quả làm việc mà họ đạt được. Không chỉ dừng ở việc công nhận riêng, hãy tìm cơ hội để nêu bật lên những đóng góp của cá nhân cho tập thể trước mặt khách hàng hay cuộc họp nhân viên. Đây là cách khiến cho các nhân viên trong nhóm cảm thấy sự nỗ lực của mình được coi trọng. Và phương pháp thứ hai đó chính là đặt mục tiêu nhóm. Như mà con đã đề cập ở video trước đây, một nhóm hoạt động không có mục tiêu giống như lạc vào một khu rừng và không tìm được lối ra vậy đó. Hơn nữa, mục tiêu nhóm còn là xương sống của chiến lược quản lý hiệu quả. Vì thế, đã là quản lý, bạn hãy phối hợp với team để đề ra đích đến cụ thể cho từng dự án và hạng mục công việc. Tuy nhiên, đừng chỉ chăm chăm vào số liệu, kết quả hàng năm mà quên đi cách mục tiêu ngắn hạn. Thú thật, cách tuyệt vời nhất để tạo ra động lực cho các thành viên chính là đặt mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng ngày, bởi vì nó giúp cho họ nắm bắt công việc và triển khai hiệu quả hơn. Phương pháp thứ ba đó chính là đương đầu với sự thất vọng. Nếu bạn hỏi mặt con, làm thế nào để vực dậy tinh thần làm việc của cả nhóm? Câu trả lời chính là dũng cảm đương đầu với sự thất vọng và tìm ra giải pháp ngay lập tức. Nếu lời khen đúng lúc và mục tiêu cụ thể không làm cải thiện tinh thần làm việc nhóm cho đội của bạn, thì thay vì chờ đợi giai đoạn này trôi qua một cách lãng phí, hãy tìm kiếm ý kiến, phản hồi và giải pháp từ chính các thành viên trong team. Hãy chủ động tìm hiểu lý do tại sao bây giờ họ cảm thấy không còn hứng thú với công việc. Bạn có thể làm gì để khiến họ cảm thấy tốt hơn? Sau đó, dũng cảm đối mặt với vấn đề. Ban đầu có thể làm khó xử cho cả hai bên, nhưng đây là cách phá vỡ khoảng cách giữa bạn và nhân viên. Hãy nhấn mạnh rằng bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ họ để cải thiện tinh thần làm việc nhóm và khuyến khích các thành viên đưa ra các đề xuất để cải thiện tình hình. Phương pháp thứ tư đó chính là hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tinh thần làm việc nơi công sở thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quan điểm work-life balance. Hầu hết, mọi người sẽ cảm thấy mất cân bằng nếu như khối lượng công việc quá nhiều khiến họ không có thời gian dành cho gia đình, những sở thích bản thân hay các công việc xã hội. Từ đó, tinh thần làm việc sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Ở cương vị của một nhà quản lý, trách nhiệm của bạn là đặt mục tiêu nhóm dựa trên lợi ích chung của cả team. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho các thành viên đạt được mục tiêu cá nhân trong cả ngắn hạn và dài hạn. Chỉ khi đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, nhân viên mới có thái độ tích cực hơn ở nơi văn phòng. Và phương pháp cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là không ngừng chia sẻ và học hỏi. Mỗi cá nhân sẽ có một thế mạnh riêng để cống hiến cho tập thể. Có người giỏi diễn thuyết, có người mạnh về kế hoạch, có người chuyên IT và có người giỏi các công việc liên quan đến tính toán. Khi quản lý một nhóm nhân viên, bạn cần tạo ra điều kiện để các thành viên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau để tăng tính tương tác. Làm việc nhóm nghĩa là các thành viên phải biết trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau trong công việc.
là một nhà lãnh đạo bạn nên động viên nhân viên chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là chất keo gắn kết cả team, giúp họ cảm thấy đội nhóm chính là ngôi nhà thứ hai của mình và sẵn sàng cống hiến. Trên đây là 5 chiến thuật đơn giản và cực kỳ hiệu quả, giúp bạn vực dậy tinh thần làm việc nhóm của teamwork. Đừng quên áp dụng và feedback kết quả cho Mặt Co bạn nhé! Cảm ơn đã theo dõi Mặt Co. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.